khả năng chống vật xuất sắc của mình. Nguyên Trương đang bình thường đang có những tình huống tăng tốc và Minh Thường đang đẩy thể lực của mình lên, đồng thời đẩy thể lực của đối thủ của anh. Và vừa rồi đã có một cú gối đi thẳng vào hạ bộ của Nguyên Trương đến từ Minh Thường, và mí mắt của Minh Thường cũng đã có máu rồi. Chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa hai võ sĩ Võ Minh Thường đối đầu với Nguyễn Nguyên Trường. Hai trường phái thi đấu đánh đứng, striking đấu với grappling. Lại xem môn võ nào sẽ chiếm ưu thế hơn trong trận đấu này. Nhưng bây giờ thì Nguyên Trường đang thi đấu đánh đứng với Minh Thường. Cả hai vẫn chưa quá là áp sát nhau trong những tình huống thi đấu. Và trọng tài Nguyễn Văn Hùng chắc chắn rồi sẽ phải đưa trận đấu hấp dẫn hơn, yêu cầu hai võ sĩ tích cực hơn. Thật sự chưa có một cú đá hoặc là một cú đấm chính xác nào. Bình thường thì lo ngại về khả năng địa chiến của đối thủ. Và bây giờ là tình huống double leg takedown, những cú gối đang được Bình Thường tung ra về phía đối thủ. Nguyễn Trương đã đưa được đối thủ của mình xuống sàn. Và bây giờ sẽ là kinh nghiệm của võ sĩ tán thủ, vẫn đang cố gắng bước lên bụng, những nỗ lực của Nguyên Trường. Nhưng Minh Thường cũng đang phòng ngự tốt. Và trọng tài Nguyễn Văn Hùng sẽ đưa trận đấu về một tư thế đẹp hơn. Đó là những tình huống kiểm soát dưới mặt sàn. Và Minh Thường đang cố gắng lật người lại. Nguyên Trường đã chiếm được hoàn toàn phần bụng của Minh Thường. Trọng tài lại một lần nữa ngưng trận đấu lại và đưa trận đấu về tư thế đánh rất đẹp. Sự chuyên nghiệp của trọng tài GMA. Và bây giờ Nguyên Trường sẽ có lợi thế trong tình huống armbar này. Vẫn không thể thiết lập armbar đối với Minh Thường và trận đấu sẽ trở lại với tư thế đánh đứng. Minh Thường đang rất kinh nghiệm trong những tình huống chống vật của mình. Và vừa rồi anh có một tình huống bẻ khóa nữa, anh không cho đối phương thực hiện đòn armbar đối với mình. Nguyên Trường cũng là một võ sĩ trẻ nên những đòn khóa, những tình huống setup của anh nó vẫn chưa thật sự được hoàn hảo. Minh Thường rất điềm tĩnh, bởi anh biết một hiệp đấu tại bộ môn MMA diễn ra với thời lượng 5 phút khác với bộ môn tán thủ diễn ra với thời lượng 3 phút thôi. Tay sau chính xác của Minh Thường, những cú đấm rất chớp nhoáng, bất ngờ tăng tốc cũng sẽ là điểm mạnh của Minh Thường trong những tình huống đổi đòn. Minh Thường vẫn đang giữ được cự ly trước đối phương. Và lại thêm một tình huống takedown nữa và vẫn chưa thành công đến từ vị trí của Nguyên Thường. Đã có những cú gối đến từ cả hai rồi. Và bây giờ là underhook của Thương, nhưng trọng tài đã nhắc nhở Minh Thường là không được móc tay vào dây đai. Underhook rất chặt. Chúng ta sẽ chờ xem Minh Thường có tìm được khoảng trống để thực hiện những đường lên gối không. Lên gối sở trường của anh. Có lẽ đây là khoảng thời gian nghỉ dành cho Minh Thường. Minh Thường là một võ sĩ già dặn. Bây giờ thì người đang chiếm được lợi thế hơn là Nguyên Trường và vẫn tiếp tục cố gắng có thể tình huống thích đao đối với đối phương. Thì ấn đúng rất chặt đến từ vị trí của Minh Thường.
Trường, Nguyên Trường đã lấy được underhook rồi. Và liệu sau tình huống lấy underhook này thì Nguyên Trường có thể đưa đối phương của mình xuống sàn hay không? Mình là chip của Nguyên Trường nhưng chân đã bị vướng vào dây đai. Và trọng tài Nguyễn Văn Hùng sẽ đưa trận đấu về giữa sàn. Có lẽ Minh Thường đang suy tính rất nhiều về chiến thuật. Anh muốn câu giờ để đưa trận đấu vào hiệp đấu thứ hai, thứ ba, để tiêu hao thể lực của chàng trai 2K4 ở Nguyên Trường. Nguyên Trường trong sự nghiệp thi đấu của mình đã có 4 trận thi đấu MMA chuyên nghiệp, 1 trận thắng và 3 trận thua. Còn đây mới chỉ là trận MMA chuyên nghiệp đầu tiên của Minh Thương mà thôi. Cự ly rất tốt đến từ võ sĩ Minh Thương, đại diện nữa của Sada Bình Dương. Body shot. 10 giây còn lại. Và bây giờ là single leg của Nguyên Trường. Nhưng Minh Thương vẫn đang phòng ngự quá tốt. Volotin và trận đấu dừng lại. Sẽ đến với hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa Minh Thường đối đầu với Nguyên Trường. Trận đấu vẫn chưa có gì nổi bật cả, vẫn chỉ là những tình huống cắt của hai vợ đội. Và bây giờ là tình huống double leg takedown. Minh Thường đang chống một tay dựa lưng vào dây đài, nhưng bây giờ Nguyên Trường đã đưa được phần mông của Minh Thường xuống sàn. Tiếp tục là phần kiểm soát đến từ vị trí của Nguyên Trường. Và Nguyên Trường sẽ cố gắng để có thể ngồi lên bụng của Minh Thường. Và Minh Thường đang siết Volotin máy chém đối với Nguyên Trường. Tình huống này đang rất gần dây đài. Và bây giờ thì Nguyên Trường đã có được mao rồi. Trọng tài Nguyễn Văn Hùng sẽ chỉnh lại hai võ sĩ ở một tư thế tốt hơn. Và Minh Thường sẽ cố gắng lật người lại. Rất nỗ lực trong tình huống gật người lại. Minh Thường vẫn chưa thể đứng dậy được. Có được lưng rồi, bắt được lưng rồi. Liệu Nguyên Trường có thể set up một tình huống INC Redex Chop hay không? Chắc chắn là sẽ muốn set up tình huống INC rồi. Và bây giờ là một màn fight hand, đấu tay của hai vận động viên. Chân của Nguyên Trường đã bám rất chặt rồi. Minh Thường đang đứng được. Cú gối của Minh Thường, cú gối đi thẳng vào vùng body của Nguyên Trường. Các đại diện của Sanha Bình Dương đang cho thấy khả năng thoát hiểm của mình là tốt đến như thế nào. Từ Ben Tú Tài và bây giờ là Minh Thường. Một tình huống thoát khỏi tình thế mà Minh Thường bị đối phương set up đòn RC Renex Shop. Trọng tài Nguyễn Văn Hùng sẽ đưa trận đấu về giữa sàn. Hai võ sĩ sẽ tiếp tục trong tư thế striking.
Chúng ta có thể thấy là trong những tình huống này thì võ sĩ Nguyên Chương là người đang bị mất nhiều sức hơn. Anh mất công thách đao, mất công setup chuyện tình huống đánh của mình. Còn Minh Cường vẫn đang sử dụng tốt chiến thuật của mình, bào mòn sức của đối phương. Và có lẽ anh sẽ tung ra những đòn đánh quyết định ở trong hiệp thi đấu cuối cùng. Vẫn là cự ly của Minh Cường. Cú đá hai kích đầu tiên của Minh Cường nhưng nó vẫn chưa thể đi trúng vào vùng đầu của Nguyên Trường. Chúng ta có thể thấy là Minh Thường võ sĩ thi đấu tính toán nhiều hơn Ben Tố Tài, người đàn em của mình. Vẫn chỉ là những tình huống ra vào cự ly của hai vận động viên. Tuy giới thiệu mình là một võ sĩ thi đấu thuần Jiu-Jitsu, nhưng chúng ta có thể thấy là Nguyên Trường vẫn đang thi đấu vô cùng sọc phẳng trong tư thế striking với Nguyên Trường. Bây giờ là underhook của Nguyên Trường. Còn Minh Thường thì có overhook. Vẫn là những tình huống leg trip, những tình huống hai chân của Nguyên Trường ở phía Minh Thường. Minh Thường lúc này phải giữ thật chặt underhook nếu không muốn được bị đối phương của mình đưa xuống sàn. Và chắc chắn rồi, Minh Cường sẽ muốn trọng tài Nguyễn Văn Hùng đưa cả hai về giữa sàn để tiếp tục để thực hiện ý đồ đánh đứng của mình. Một trận đấu mà cả hai không quá thể hiện được chuyên môn của mình trong những môn võ mà mình tự tin. Minh Cường vẫn chưa thể tung ra những cú đánh chuẩn chỉ của Ngô Tán Thủ. Bây giờ là áp sát, lại một lần nữa có được overhook đến từ vị trí của Nguyên Trường. Và tiếp tục là những tình huống gài chân, nhưng Minh Thường vẫn đang phòng ngự quá tốt. Anh và bây giờ vẫn tiếp tục là những tình huống giằng co ở phía dây đài. Thường đang chống vật vô cùng tốt và Nguyên Trường đang bị Minh Thường bào mòn sức ở trong những tình huống tì đè và đưa đối phương xuống sàn. Và vừa rồi Nguyên Trương vừa dính một cú rất nặng đến từ vị trí của Minh Thường. Và một lần nữa trọng tài Nguyễn Văn Hùng phải đưa trận đấu về giữa sàn. Nguyên Trương đã thấm mệt rồi trong những nỗ lực bất thành của mình. Và bây giờ Minh Thường đang đẩy nhịp cao của 10 giây cuối cùng, vẫn chưa thể đưa ra một cú đá trúng đích. Trận đấu quá chặt chẽ đến từ cả hai võ sĩ. Cú đá chính xác của Minh Thường. Nhưng rất tiếc, thời gian hiệp thi đấu thứ hai đã khép lại. Và những con tái tự tin của Minh Thường, có lẽ Minh Thường sẽ bùng nổ trong hiệp thi đấu thứ ba. Quay trở lại với hiệp thi đấu cuối cùng của Minh Thường và Nguyên Trường, một trận đấu đang diễn ra với một thế trận mà hai võ sĩ thi đấu quá chặt chẽ, vẫn chưa ai thể hiện được thế mạnh của mình. Và bây giờ là màn trình diễn của Minh Thường. Thì ở hiệp thứ ba này anh sẽ tung ra nhiều đòn đánh hơn, khi biết thể lực của Nguyên Trường đã bị bào mòn ở hai hiệp đấu trước khả năng chống vật xuất sắc của mình. Minh Thường đang có những tình huống tăng tốc và Minh Thường đang đẩy thể lực của mình lên, đồng thời đẩy thể lực của đối thủ của anh. Và vừa rồi đã có một cú gối đi thẳng vào hạ bộ của Nguyên Trường đến từ Minh Thường, và mí mắt của Minh Thường cũng đã có máu rồi. Tình huống lên gối khá tiếc của đại diện đến từ Sanda Bình Dương.
và bây giờ là khoảng nghỉ dành cho Nguyên Trường. Ở hai hiệp thi đấu trước thì Minh Thường đang cho thấy khả năng chống vật của mình là tốt đến như thế nào. Anh cũng với ý đồ là bao ngon sức lực của Nguyên Trường. Và có vẻ như ý đồ của Minh Thường đang thành công. Chúng ta hoàn toàn thấy là thể lực cũng như sức ép của Nguyên Trường đã giảm sút. Cùng lúc này thì Minh Thường đang phải xử lý vết thương ở mí mắt. Máu đã chảy sau một tình huống đổi đòn của hai võ sĩ. Minh Thường đang nhìn về phía ban huấn luyện của mình. Ban huấn luyện của Minh Thường vẫn đưa ra yêu cầu anh thực hiện những đòn gối, nhưng lần này những đòn gối của anh phải chính xác hơn. Vẫn chưa có sự ổn định đến từ võ sĩ Nguyên Trường. Và anh đang phải chỉnh lại vùng bảo hộ cung khi của mình. Còn mấy lần? Có 4 phút để hồi phục. Và đã có một lần nhắc nhở của trọng tài Nguyễn Văn Hùng đối với Minh Thường. Và kèm với đó là một thẻ phạt. Và mỗi một thẻ phạt tại GMA sẽ bị trừ 5% giá trị tiền thưởng. Và Minh Thường của chúng ta đã bị mất 5% giá trị tiền thưởng sau cú lên gối vào vùng hạ bộ của Nguyên Trường. Trừ 5% chơi. Và chúng ta sẽ quay trở lại với hiệp thi đấu cuối cùng của Nguyễn Trường và Minh Thường. Mọi thứ đã ổn rồi. Và bây giờ thì Minh Thường mới sử dụng những cú đá có lực về phía của Nguyễn Trường. Ý đồ bào mòn xích của đối phương, lại là áp sát. Single leg takedown của Nguyễn Trường. Phòng ngự chống vật của Nguyễn Thường. Vẫn cố gắng có một tình huống double leg takedown đến từ vị trí của Nguyễn Trường thưa quý vị. Chân của hai võ sĩ đã vượt ra khỏi dây đài. Tình huống gai chân và Nguyên Trường cũng đang muốn tăng tốc. Có lẽ sau khoảng nghỉ vừa rồi thì Nguyên Trường cũng đã sạc lại pin cho mình. Và anh đang cố gắng một lần nữa đưa Minh Thường xuống sàn. Nhưng Minh Thường vẫn đang chứng tỏ mình là một võ sĩ chống vật vô cùng hoàn hảo. Kèm theo đó là những cú gối đi vào vùng lườn nữa. Một trận đấu rất chặt chẽ. Nếu mà Minh Thường không thể thoát ra khỏi được tình huống hiểm nghèo này, có lẽ anh sẽ phải trở lại với mặt đất. Nguyên Trường giữ Minh Thường trong góc đài này. Lợi thế có lẽ sẽ nghiêng về võ sĩ đến từ C88. Khi ở hai trận thì hai hiệp đấu trước, anh là người có những tình huống thích đao bằng lần kiểm soát dưới mặt đất nhiều hơn Minh Thường. Rất tuyệt vời khi Nguyên Trường đã phá được kế hoạch của Minh Thường khi tung hết sức lực ở hiệp thi đấu cuối cùng. Và bây giờ Nguyên Trường lại là người có lợi thế hơn khi anh kiểm soát được đối phương và không cho Minh Thường thực hiện được ý đồ sử dụng hết sức lực của mình ở hiệp thi đấu thứ 3. Trận đấu chỉ còn hơn 2 phút mà thôi. Nhưng vẫn rất khó khăn khi Nguyên Trường không thể cúi thấp người và bốc chân lên được. 2 phút 30 giây cuối cùng, một nửa thời gian thi đấu của hai võ sĩ đã trôi qua. Minh Thường được trở về với tư thế đánh đúng và anh đang tự tin hơn và cũng rất cẩn trọng trong những áp sát của Nguyễn Trường. Minh Thường đang tạo ra rất nhiều động tác giả và chúng ta thấy những cú đá tầm xa rất chuẩn xác. Những tình huống đòi đòn và những tình huống nấm hút của Minh Thường là vô cùng chuẩn xác rồi. Khán đài đang cú tay sau về chính xác của Minh Thường. Nguyên Trường đã bị choáng rồi, lại thêm cú đá nữa và trụ của Nguyên Trường đang phải nhấc lại mặt đất. Áp sát và những cú gối của Minh Thường tung về phía của Nguyên Trường và lần đầu tiên trong trận đấu này Minh Thường đưa được Nguyên Trường xuống mặt đất. Một cú double leg takedown thành công. Nhưng bây giờ thì Nguyên Trường đang sử dụng gắt nóng để khóa chặt người của Minh Thường lại. Và liệu Minh Thường
có thể đưa ra những cú wow and pow về phía đối phương hay không. Khi Nguyên Trường đang giữ rất sát đầu của hai lại gần với nhau. Lần đầu tiên trong trận đấu này mà Nguyên Trường phải phòng ngự trong những tình huống đánh đầm. Rất bất ngờ. Một phút cuối cùng của trận đấu và chúng ta được chứng kiến võ sĩ tán thủ Minh Thường chiếm lợi thế trong tình huống grappling đối với một tay chơi Jiu-Jitsu như Nguyên Trường. Một phút cuối vẫn chưa có roll and bow gì cho Minh Thường. Nhưng Nguyên Trường đang phòng ngự khá tốt, nhưng vừa rồi là một cú vố len lòi của đại diện đến từ Sada Bình Dương vào mặt của Minh Thường. Có roll and bow rồi nhưng nó chưa thật sự rõ ràng. Liên tục là những cú búa, những cú hammer fist của Nguyên Thường với mặt của Nguyên Trường. Đã xuất hiện những cú trỏ đặc trưng của GMA. Liên tục là những tình huống hammer fist của Minh Thường. Minh Thường rất nỗ lực trong những tình huống raw and power của mình. Nguyên Trường đang phòng ngự ở 10 giây cuối cùng. Nguyên Trường vẫn chỉ có thể giữ được. Và trận đấu khép lại. Chúc bạn quay trở lại với GMA vào mùa sau ở trận đấu chính. Xin cảm ơn.